Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc và Cộng hòa Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vĩnh Phúc cùng với Đại sứ quán Italy tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với nước Cộng hòa Italy là khẳng định của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, tại buổi tiếp và làm việc với ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italy tại Việt Nam vào sáng nay. Cùng dự có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Vui mừng, phấn khởi đón ngài đại sứ đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Cộng hòa Italy và Việt Nam có đóng góp không nhỏ của tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán nước Cộng hòa Italy tại Việt Nam. Giới thiệu tới ngài đại sứ một số nét khái quát về vị trí địa lý, lịch sử văn hóa và những tiềm năng lợi thế của Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Vĩnh Phúc đang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của Việt Nam với những lĩnh vực ưu tiên đầu tư như công nghiệp phụ trợ cho ngành sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhất quán quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, đối tượng phục vụ. Do vậy, đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân, không để doanh nghiệp nào phải dừng hoạt động do dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi sản xuất, đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Italy đang đầu tư tại tỉnh phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn ngài đại sứ là cầu nối để quảng bá, thu hút doanh nghiệp Italy đến đầu tư tại tỉnh, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa đại sứ quán và tỉnh Vĩnh Phúc để thúc đẩy các hoạt động giao lưu thương mại, giao lưu văn hóa, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Vĩnh Phúc với các địa phương của Italy. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc mong muốn nhận được sự chia sẻ của Italy về kinh nghiệm phát triển lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ, văn hóa, tăng học bổng cho du học sinh Vĩnh Phúc sang học tập tại Italy. Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam quan tâm hơn nữa đối với Vĩnh Phúc là địa phương trọng điểm xúc tiến thu hút đầu tư hàng năm. Phối hợp với tỉnh tổ chức thành công của gặp gỡ Vĩnh Phúc Italy vào năm 2022. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định Vĩnh Phúc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có công ty Piaggio Việt Nam là doanh nghiệp của Italy đang đầu tư tại Vĩnh Phúc phát triển, trở thành biểu tượng của mối quan hệ Vĩnh Phúc-Italy và đề nghị công ty nghiên cứu xây dựng trung tâm triển lãm công nghệ tại Vĩnh Phúc. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang và các sở, ngành, đại diện Đại sứ quán Italy tại Việt Nam và doanh nghiệp Italy đang đầu tư tại Vĩnh Phúc đã trao đổi về những nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italy tại Việt Nam, ngài Antonio Alessandro phấn khởi trước những thành tựu phát triển của Vĩnh Phúc thời gian qua, đặc biệt đánh giá cao kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 của Vĩnh Phúc cũng như Việt Nam. Thông tin một số nét khái quát về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Italy thời gian qua, ngài đại sứ cam kết sẽ hỗ trợ hết mình trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực và đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán để xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, tổ chức liên hoan phim Italy, tuần lễ ẩm thực Italy tại Vĩnh Phúc, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là công nghệ chế tạo máy trong sản xuất ô tô, xe máy. Phối hợp tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư để giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư, sản phẩm chủ lực của hai bên trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh đã được ký kết, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc và nước Cộng hòa Italy nói riêng. Ngài đại sứ cũng khẳng định sẽ là cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc, các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của Italy để tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu về kinh tế, văn hóa, thương mại, đầu tư giữa hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức hội thảo trực tuyến với các doanh nghiệp vùng Toscana, Italy với chủ đề Việt Nam, cuộc đua, giấc mơ, thách thức, cơ hội của quốc gia châu Á dưới ánh sáng của các hiệp định thương mại tự do gần đây với Liên minh châu Âu. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan.
Dự tại điểm cầu Italy có bà Nguyễn Thị Bích Huệ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italy, lãnh đạo chính quyền vùng Toscana và trên 80 doanh nghiệp vùng Toscana, Italy. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italy trong những năm qua và cơ hội tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với Italy và giữa Vĩnh Phúc với vùng Toscana, Italy. Hiện nay, các doanh nghiệp Italy đang đầu tư tại 17 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó đứng đầu là Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 90 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư của Italy tại Việt Nam. Tiêu biểu là dự án sản xuất lắp ráp xe máy của công ty Piaggio Việt Nam. Các đại biểu cho rằng các hiệp định thương mại tự do gần đây giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu đã mở ra cơ hội tăng cường hợp tác đầu tư giữa Vĩnh Phúc với các doanh nghiệp vùng Toscana, Italy trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản phẩm vùng Toscana có thế mạnh như sản xuất nông sản, rượu vang, dệt may, cơ khí và ngành công nghiệp phần mềm. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Phúc có mối quan hệ sâu sắc với vùng Toscana, Italy và mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ đó bằng các hoạt động cụ thể giữa hai bên. Thông tin về hoạt động của công ty Piaggio Việt Nam tại Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, công ty Piaggio Việt Nam hiện đang đầu tư rất thành công tại Vĩnh Phúc. Đây là minh chứng sinh động về môi trường đầu tư và chính sách thu hút đầu tư hiệu quả của Vĩnh Phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn ngoài đầu tư sản xuất ô tô, xe máy chất lượng, hiện đại, thân thiện với môi trường hơn, Vĩnh Phúc mong muốn các nhà đầu tư Italy và vùng Toscana hợp tác với Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, đồ uống, công nghiệp, du lịch, thời trang, quy hoạch, kiến trúc, chỉnh trang đô thị. Thông tin về môi trường đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư của Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp vùng Toscana sớm đến Việt Nam và Vĩnh Phúc để hai bên cùng chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư và cùng phát triển. Vĩnh Phúc sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Italy cùng các doanh nghiệp vùng Toscana đến đầu tư thành công tại Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Italy là cầu nối để tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Vĩnh Phúc và vùng Toscana, Italy. Lãnh đạo chính quyền và các doanh nghiệp vùng Toscana, Italy đánh giá cao sự phát triển năng động của Vĩnh Phúc và khẳng định qua hội thảo, các doanh nghiệp vùng Toscana sẽ sớm đến Vĩnh Phúc tìm hiểu cơ hội, chia sẻ hợp tác thành công với Vĩnh Phúc.